Nếu ngủ mơ thấy điềm báo này, gia chủ sắp gặp đại hạn triền miên, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc đời mỗi người sẽ xuất hiện hàng ngàn giấc chiêm bao và các giấc mơ có thể bắt nguồn từ sự việc mà bạn đã từng trải qua trong thực tế hoặc là những nỗi lo lắng khiến cho bạn phải đau đầu suy nghĩ suốt nhiều ngày liền. Xét trên một khía cạnh khác, giấc mơ chính là điềm báo trước cho một chuyện đen đủi sắp xảy ra trong tương lai. Ông bà ta vẫn hay nói câu, cẩn tắc, vô áy náy. Chính vì thế, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua những giấc mơ báo hiệu điểm xấu này. Hãy lưu ý để chủ động lên kế hoạch bảo vệ bản thân trong tương lai nhé! Bạn cũng biết đấy, giấc mơ là một hiện tượng tự nhiên trong đời sống của con người. Chúng ta có thể trải qua rất nhiều giấc mơ với vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui mừng, phấn chấn cho tới sợ hãi, ám ảnh. Tuy nhiên, bạn có biết rằng nhiều giấc mơ không chỉ đơn thuần là giấc mơ nữa, mà nó có thể là lời cảnh báo về những điều tai họa sắp xảy đến trong tương lai. Xin bạn đừng vì chút lơ là nhất thời mà phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhé. Thứ nhất, giấc mơ thấy bản thân bị tấn công hoặc truy đuổi. Theo giải mã bí ẩn giấc mơ, đây là một trong những giấc mơ con người thường gặp nhất. Trong giấc mơ, bạn sẽ nhìn thấy mình bị rượt đuổi, cứ chạy hoài, chạy mãi và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giấc mơ này là điềm báo cho thấy bạn đang gặp phải những điều khó khăn và không thể tìm ra hướng giải quyết nên tìm cách trốn tránh. Điều bạn cần làm là nhờ người thân trợ giúp để tìm cách giải quyết những rắc rối trong cuộc sống. Ngừng xem các bộ phim có cảnh hành động, tránh lo âu căng thẳng quá độ và giữ cho tinh thần luôn thoải mái. Thứ hai, mơ thấy bản thân bị rơi từ trên cao xuống. Đã bao giờ bạn đang ngủ nhưng bạn bỗng giật mình, có cảm giác như bản thân vừa bước hụt chân và rơi từ tòa nhà cao tầng hay vực xuống lơ lửng giữa không trung là điều rất nhiều người đã từng trải qua. Giấc mơ này cho thấy bạn đang gặp phải những điều bế tắc, áp lực và cho thấy sắp có chuyện bất trắc xảy ra với bạn. Có thể là trong công việc, chuyện tình cảm, chuyện cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, giấc mơ này còn có thể là một lời cảnh báo bạn nên đề phòng thận trọng hơn trước một quyết định nào đó có thể mang đến sai lầm. Cuộc sống sẽ bước vào ngõ cụt nếu bạn không biết tìm lối thoát mà cứ đi theo những sai lầm ấy. Thứ ba, nằm mơ thấy răng rụng hoặc tóc bị cắt. Có rất nhiều người thắc mắc rằng nằm mơ thấy răng thì nên mừng hay lo. Nếu như trong giấc mơ bạn thấy mình bị rụng tóc hay bỗng nhiên bị gãy răng, rụng răng nghĩa là gia đình bạn sắp có biến động lớn, báo hiệu sự rạn nứt về tình cảm gia đình như phải xa bố mẹ hoặc tranh cãi với người thân và có thể mang dấu hiệu về sự đau ốm, bệnh tật của một thành viên trong gia đình. Ngoài ra, giấc mơ này còn là biểu hiện của sự lo lắng, bất lực và thiếu kiểm soát của con người. Họ hay chán nản, có bản ngã thấp, ít hài lòng với cuộc sống của mình. Thứ tư, mơ thấy mình bị trễ chuyến tàu xe. Khi bạn mơ thấy mình bị trễ máy bay trong mơ, điều này có thể bắt nguồn từ các sự kiện mà bạn đã từng trải qua trong cuộc đời. Đó có thể là một nỗi lo lắng khiến bạn phải đau đầu suy nghĩ suốt nhiều ngày liền, hoặc nó chính là điềm báo trước cho mọi chuyện đen đủi sắp sửa xảy ra.
Có thể bạn đang sợ không kịp thời hạn để hoàn thành một công việc nào đó ngoài đời thực. Nếu gặp giấc mơ điềm báo xui xẻo này, bạn nên tập trung giải quyết những khó khăn hiện tại, đừng để chúng tồn tại từ ngày này qua ngày khác. Thứ năm, nằm mơ thấy mình quên mang theo đồ đạc quan trọng. Nếu trong thực tế bạn đang ở trong một buổi họp và sẽ phải lên thuyết trình nhưng lại quên mang theo máy tính sách tay hoặc thiết bị lưu trữ có ghi bài thuyết trình, điều này có lẽ còn tồi tệ hơn cả việc những nhu cầu cuộc sống thực tiễn hàng ngày của bạn không được thỏa mãn. Vì thế, giấc mơ quên mang đồ quan trọng cũng cho thấy một loại cảm giác mất kiểm soát. Giấc mơ dạng này về cơ bản là một cảm giác bất ngờ, không sẵn sàng. Tốt hơn hết, bạn nên bắt đầu lên kế hoạch cho mọi việc để có thể điều chỉnh, xử lý mọi nhiệm vụ trong ngày một cách hiệu quả. Thứ sáu, nằm mơ thấy máu. Mơ thấy máu là điểm lành hay dữ? Nếu bạn thấy máu bạn đang chảy hoặc bị mất máu trong mơ, ám chỉ rằng bạn đang kiệt sức hoặc cảm thấy cạn kiệt cảm xúc. Ngoài ra, điều này cũng có thể mang ý nghĩa là sự đối đầu quyết liệt giữa bạn và thân hữu của bạn. Những hành động đã qua trong quá khứ thường hiện về trong tâm trí bạn. Khi nằm mơ thấy chuyện sinh nở và có máu, đó là điểm báo xấu về chuyện không may mắn sắp xảy ra, thậm chí là tang thương chia lìa. Thứ bảy, mơ thấy mình không chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Nhiều người dù đã lâu không phải đi học nhưng họ vẫn thường xuyên có giấc mơ rằng mình không làm được bài, kết quả thi không tốt. Chúng mang lại cho bạn đúng cảm giác lo lắng mà bạn từng gặp thời còn phải đi học. Có thể nói nguồn gốc của giấc mơ như thế này là do quá lo lắng cho công việc. Hiện tại bạn đang phải đối mặt với áp lực tương tự trong cuộc sống hiện tại. Có thể bạn đang chịu trách nhiệm trong công việc hoặc về một việc lớn trong gia đình mà bạn đang cảm thấy quá tải, quá khó so với khả năng của mình. Điều này còn cho thấy rằng bạn sợ không sẵn sàng để tiến bước, đặc biệt là trong công việc. Lennox nói, giấc mơ cho thấy diễn biến nỗi sợ rằng ai đó thì đã sẵn sàng rồi, còn chúng ta thì chưa, và rằng chúng ta sẽ có cách nào đó để vượt qua được. Thứ 8, nằm mơ thấy bị đánh vào một bộ phận nào đó trên người. Nếu nằm mơ thấy mình bị đánh vào tay, gãy tay, thì bộ phận có nguy cơ mắc bệnh chính là tay. Khi bạn mơ thấy mình bị trẹo chân, đau lưng, đau ngón tay, đau cổ cũng vậy. Điều này xảy ra tương tự như khi bạn mơ thấy bia mộ trên mồ mả tổ tiên bị động. Nếu bia mộ bị hỏng ở phần đầu thì người lớn tuổi trong nhà sắp gặp đại họa, bệnh nan y. Nếu ở phần giữa thì ảnh hưởng tới người trung niên, còn nếu ở cuối thì ảnh hưởng tới trẻ nhỏ. Có nhiều người không tin và cho rằng việc giấc mơ có thể báo trước bệnh tật là điều không thật. Thế nhưng ngay cả một vị bác sĩ là trưởng khoa hồi sức cấp cứu tên Quách Hề Hằng từng nói rằng khi con người nằm mơ, não bộ sẽ tiết ra một loại protein đặc biệt để tích hợp những thông tin việc xảy ra trong ngày, sau đó lưu lên bộ nhớ vĩnh viễn. Đồng thời, một số căn bệnh cũng sẽ được giấc mơ phản ánh. Thứ 9, bỗng nhiên nằm mơ thấy đồ ăn cay. Giải mã về giấc mơ báo hiệu điểm G. Trong giấc mơ,
bạn thấy mình đang ăn các thực phẩm cay như ớt, tỏi, hành tây hoặc các gia vị tương tự. Trong đó có thể là điềm báo sắp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mọi tai họa có thể đến từ miệng. Bạn sẽ gặp phải những cãi vã, tranh luận hay những rắc rối không nhỏ liên quan đến kiện tụng tranh chấp. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình thì Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về những giấc mơ là cảnh báo điềm gở sắp xảy đến với bản thân của mỗi người. Nhưng có đôi khi, điềm báo xấu trong giấc mơ lại xuất phát từ ngoại cảnh và chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn thấy mà thôi. Xin mời quý vị tiếp tục tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Thứ nhất, nằm mơ thấy chăn gối bị cháy, giường ngủ bị hỏng. Đối với những ai đã lập gia đình, nói tới chăn, gối, giường ngủ, người ta thường liên tưởng ngay tới đời sống vợ chồng. Khi bạn mơ thấy chăn, gối bị rách, bục chỉ, bị cháy, chân giường hay rát giường hỏng, bị mối mọt đục gần hết, thì tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ có vấn đề, thậm chí là đứt gánh giữa đường. Muốn cứu vãn, bạn nên ngồi nói chuyện nghiêm túc với nửa kia để tìm ra nguyên nhân là gì và cả hai cùng cố gắng giải quyết. Thứ hai, nằm mơ thấy nhà cửa bị hư hỏng. Sinh sống yên ổn trong một căn nhà vững chãi, chúng ta sẽ được che chở, bảo vệ lâu dài. Nhưng nếu bạn mơ thấy nhà bị hư hỏng, có thể là sập tường nhà, nứt trần hoặc gãy trụ cửa. Vì thế, nếu mơ thấy ngôi nhà nhỏ bé của mình bị hỏng hóc, dù nhỏ hay lớn, bạn đều phải cẩn trọng hết sức. Giấc mơ này có thể là điềm báo cho việc bạn sẽ bị tai nạn ngoài ý muốn, như bị tai nạn xe cộ hoặc ngã gãy chân, gãy tay. Thứ ba, mơ thấy xe cộ bị hỏng. Tất cả các loại giao thông cá nhân có thể sử dụng được như xe đạp, xe máy, ô tô. Trong mơ, nếu bạn thấy xe thùng xăm, hỏng lốp, vỡ đèn thì cũng đừng quá lo ngại. Đây chính là giấc mơ không báo hiệu những tai vạ sát sườn, vì chúng đều là những vật ngoài, bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên giấc mơ này cũng cho thấy là thời gian tới tài lộc của bạn sẽ bị hao tổn không ít. Quý vị thân mến, trên đây là những giấc mơ báo hiệu điểm gở sắp xảy đến trong tương lai. Sau khi nắm bắt được những điều này, hy vọng là quý vị sẽ bình tĩnh hơn khi nằm mơ thấy ác mộng và chủ động lên kế hoạch để đón cát đuổi hung. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.